Cận cảnh hình ảnh thực tế của Kia Seltos 2024 mới ra mắt Việt Nam, giá trị từ 599 triệu đồng. Hôm nay, ngày 6 tháng 4 năm 2024, Kia Việt Nam đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng xe Seltos với khách hàng trong nước. Trước đó, vào ngày 22, Kia Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu SUV cỡ B này. Như thông tin đã đưa, Kia Seltos 2024 tại Việt Nam có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm 1.5 AT, 1.5 Luxury, 1.5 Premium và 1.5 Turbo GT-Line. Tuy nhiên, mới chỉ có 3 phiên bản là 1.5 AT, 1.5 Luxury và 1.5 Premium được công bố giá bán, lần lượt là 599 triệu, 679 triệu và 739 triệu đồng. Riêng bản 1.5 Turbo GT-Line vẫn chưa có giá bán. So với phiên bản cũ, giá khởi điểm của Kia Seltos 2024 đã giảm nhẹ đồng thời ngang ngửa với các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Creta và Mitsubishi Fox. Tuy nhiên, số lượng phiên bản của mẫu BSUV này cũng giảm xuống. Ở phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Seltos được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Aperis United mới của thương hiệu Kia. Nhờ đó, xe sở hữu ngoại hình hiện đại và bắt mắt hơn với những hình khối góc cạnh, mang tính nhận diện cao. Điểm nhấn của Kia Seltos 2024 nằm ở hệ thống đèn trên đầu và đuôi xe. Trong đó, cả dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu mới đều được thiết kế với cảm hứng từ các chòm sao. Đèn pha mới và đèn báo rẽ hiệu ứng dòng chảy bên dưới cũng tăng hiệu ứng thị giác cho mẫu xe này. Thay đổi tiếp theo của mẫu SUV đến từ Hàn Quốc nằm ở vành hợp kim đa chấu 17 inch thiết kế mới. Thêm vào đó là ốp cản trước sau lớn, mang đến ngoại hình thể thao, mạnh mẽ. Không chỉ cải tiến thiết kế, Kia Seltos 2024 còn được tăng chiều dài thêm 50mm lên 4.365mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn trước. Nội thất của xe được thiết kế thông minh và cao cấp hơn khi kết hợp chất liệu da mềm mại với ốp kim loại. Chưa hết, nội thất còn được gia tăng trang bị tiện nghi với màn hình nối liền mới được đặt nổi trên mặt táp lô. Đây là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 10,25 inch. Màn hình thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây thuận tiện hơn. Đặc biệt, Kia Seltos 2024 còn là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Bên cạnh đó là những trang bị mới khác như phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế trước tích hợp tính năng làm mát và lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ mang đến cảm giác thoải mái và thư giãn hơn cho hành khách trong suốt hành trình. Những trang bị tiện nghi đáng chú ý khác của Kia Seltos 2024 bao gồm hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập được cá nhân hóa, với cụm điều khiển trung tâm thiết kế kiểu mới, cửa gió dành cho hàng ghế sau, cổng sạc USB Type-C, chìa khóa thông minh Smart Key tích hợp khởi động từ xa và cốp chỉnh điện. Tính năng công nghệ Kia Connect giúp người lái điều khiển, kiểm soát và theo dõi các hoạt động của xe trên điện thoại thông minh. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 433 lít. Khi ghế sau gập xuống, con số này sẽ tăng lên 1.401 lít. Ngoài ra, khoang hành lý còn có tấm ngăn tiện dụng. Tuy chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, nhưng Kia Seltos 2024 lại được thay đổi cả động cơ. Nằm bên dưới nắp capo của mẫu xe này là hai tùy chọn động cơ Smart Stream mới. Đầu tiên là động cơ 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực tại tua máy 6.300 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 144 Nm tại tua máy 4.500 vòng trên phút. Động cơ đi kèm với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đây là động cơ sẽ dùng cho 3 bản 1.5 AT, 1.5 Luxury và 1.5 Premium. Thứ hai là động cơ 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít với công suất tối đa 158 mã lực tại tua máy 5.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 253 Nm tại giải tua máy 1.500 đến 3.500 vòng trên phút. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp, nhưng chỉ dành cho bản 1.5 Turbo GT-Line cao cấp nhất. Xe có 3 chế độ lái là Normal, Eco và Sport. Bên cạnh đó là 3 chế độ vận hành Slow, Mắt và San, mang đến sự linh hoạt cùng trải nghiệm lái đa dạng hơn. Thay đổi còn lại của Kia Seltos 2024 nằm ở hệ thống an toàn. Bản cao cấp của xe sẽ được bổ sung những tính năng an toàn chủ động ADAS mới, như cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, điều khiển hành trình thích ứng thông minh, đèn pha thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi,
cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe và cảnh báo người lái mất tập trung. Đó là chưa kể đến những tính năng an toàn cơ bản như 6 túi khí, camera lùi, cảm biến đỗ xe phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử. Tất cả các phiên bản của Kia Seltos 2024 đều có 12 tùy chọn màu sơn ngoại thất, bao gồm xanh rêu, cam, đen, đỏ, trắng, vàng, xám, xanh dương, cam đen, đỏ đen, trắng đen và vàng đen.